Chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả kỳ 8 của loạt bài Mạng Đàm Thế Sự. Một đêm bạc tóc vượt chiêu quan. Sau khi tìm cách rời khỏi sở quốc, Ngũ Tử Tư đã đến nước Tống và gặp được Thái Tử Kiến. Đúng lúc này, Tống quốc cũng đang phát sinh nội loạn. Giữa đại thần và quân vương là một mớ rối ren hỗn độn. Quân đội sở quốc lợi dụng thời cơ tiến vào nước Tống. Hoàn cảnh này đối với Ngũ Tử Tư vô cùng nguy hiểm. Vậy nên, ông cùng với Thái Tử Kiến vội vàng rời khỏi Tống, đi về hướng Bắc, tìm nơi ẩn náu là nước Trịnh. Lúc này, Thái Tử Kiến đã có một đứa con trai gọi là Công Tử Thắng. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng ba người là Thái Tử Kiến, Công Tử Thắng và Ngũ Tử Tư cũng đã đến được Trịnh quốc. Lại nói, nước Trịnh nằm giữa Tấn và Sở. Nếu Trịnh quan hệ hòa hảo với Tấn thì nước Sở sẽ đem quân đánh, mà nếu quan hệ hòa hảo với Sở thì nước Tấn cũng sẽ đem quân tiến đánh. Vậy nên Trịnh quốc luôn bị mắc kẹt giữa hai cường quốc này. Khi Ngũ Tử Tư ngỏ lời nhờ vả nước Trịnh, vừa khéo đúng lúc ấy vua nước Trịnh là Trịnh Định Công đang có mối quan hệ rất tốt với nước Tấn, và quan hệ với nước Sở lại không tốt lắm. Thấy Thái Tử Kiến đến nương nhờ, Trịnh quốc đối xử rất tốt, không chỉ cho Thái Tử ở nhà khách đẹp đẽ mà còn tặng cho ông rất nhiều tiền, dùng thức ăn và rượu ngon để chiêu đãi. Nhưng Trịnh quốc rất nhỏ, muốn xuất binh đánh Sở quả là điều không thể. Có một lần, Trịnh Định Công thương lượng với Thái Tử Kiến. Ông thấy nước Trịnh nhỏ bé như vậy, không thể thay ông báo thù được. Cách duy nhất là hãy cầu viện nước Tấn. Nếu vua Tấn đồng ý xuất binh, việc báo thù của ông mới có được vài phần hy vọng. Thế là Thái Tử Kiến liền rời nước Trịnh đi sang Tấn. Vua nước Tấn khi đó là Tấn Khoảnh Công. Vừa thấy Thái Tử Kiến đến, ông ta liền nảy sinh chủ ý xấu. Ông ta nói, nếu ông đồng ý làm nội ứng cho ta trong việc tiêu diệt Trịnh, ta sẽ đem toàn bộ nước Trịnh trao cho ông. Như vậy, ông muốn xuất binh, chẳng phải liền xuất binh được hay sao? Thái Tử Kiến nhất thời hồ đồ nên đã nhận lời. Sau khi trở về, liền bàn bạc cùng Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư nói, việc này tuyệt đối không thể làm. Thứ nhất, nước Trịnh đối với chúng ta rất tốt, không có chỗ nào thất lễ. Nếu Thái Tử nghe lời Tấn Khoảnh Công thì chính là đã làm chuyện thương thiên hại lý, thế nào cũng sẽ gặp báo ứng. Thứ hai, dẫu Thái Tử muốn làm thì cũng không thành được. Ngài nghĩ xem, ngài sao có thể giết được vương quân của một nước? Nước người ta nhiều quan đại phu, nhiều tướng tài như vậy, họ đều đang ra sức bảo vệ vương quân của họ. Ngài giết vua nước họ, họ lập tức sẽ giết chết ngài. Việc đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể làm. Nhưng Thái Tử Kiến tối mắt vì lợi, ông đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Ngũ Tử Tư, vẫn nhất quyết muốn hành thích Trịnh Vương. Ông ta bắt đầu dành dụm tiền để kết giao với những văn thần võ tướng xung quanh Trịnh Định Công. Kết quả âm mưu bị bại lộ, Trịnh Định Công biết được, bèn cho bày bàn tiệc rượu, giết Thái Tử Kiến ngay tại chỗ. Đây là Thái Tử Kiến tự tìm đến cái chết, tự làm tự chịu. Khi đó, Ngũ Tử Tư đang ở trong dịch quán, trên tay vẫn đang bồng bế Công Tử Thắng. Trực giác mách bảo ông rằng Thái Tử nguy rồi. Đúng lúc này,
một người hầu chạy về báo với ông, Thái tử Kiến đã chết. Không thể ở lại Trịnh Quốc được nữa, Ngũ Tử Tư đành phải bế Công Tử Thắng tiếp tục lưu vong. Nơi duy nhất mà ông có thể đến lúc này là nước Ngô. Con đường mà ông phải đi là cả một hành trình rất xa mới có thể đến được Ngô Quốc. Khoảng giữa đó phải đi qua tỉnh An Huy. Lúc bấy giờ, ven đường có rất nhiều tiểu quốc, vốn là chư hầu của Sở Quốc, coi đó là mẫu quốc, nhất nhất đều nghe theo lệnh của vua Sở. Do đó, mỗi tiểu quốc đều có thể bắt Ngũ Tử Tư đưa về Sở. Con đường chạy trốn lần thứ hai này rất gian nan, nguy hiểm. Đoạn thời gian này, Ngũ Tử Tư vừa phải trốn chạy, vừa phải mang theo đứa trẻ là Công Tử Thắng. Ông buộc phải ban đêm gấp rút lên đường, còn ban ngày thì nghỉ ngơi, ẩn trốn. Khi đi đến một địa điểm gần phía bắc huyện Hàm Sơn, nơi này có hai ngọn núi đối diện nhau. Lối qua duy nhất là một con đường rất hẹp. Quan ải này chính là Chiêu Quan. Sở Vương đặc biệt phái một tướng trong quân Sở trấn thủ, tên là Vĩ Việt. Vẽ hình của Ngũ Tử Tư đặt tại đó, ngày đêm tra vấn tất cả những người đi đường, bởi vì họ tin rằng nếu Ngũ Tử Tư muốn báo thù thì nơi duy nhất ông có thể đến là Ngô Quốc, mà đến Ngô Quốc ắt phải qua Chiêu Quan. Vì thế họ từ lâu đã ở Chiêu Quan chỉ để đợi Ngũ Tử Tư. Ở nơi cách Chiêu Quan 16 dặm có ngọn núi Lịch Dương, cây cối rất tùm. Ngũ Tử Tư mang theo Công Tử Thắng ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi lấy sức. Lúc này có một vị lão nhân đến, ông hỏi: "Lẽ nào cậu là Ngũ Tử Tư sao?" Ngũ Tử Tư mặt liền biến sắc, lo lắng hỏi: "Tiên sinh, vì sao lại hỏi như vậy?" Ông lão nói: "Cậu không phải sợ, lão là thầy thuốc khám bệnh, tên là Đông Cao Công. Lão vừa mới xem bệnh cho tướng quân Vĩ Việt nước Sở rồi trở về. Vĩ Việt chính là người định bắt Ngũ Tử Tư ở Chiêu Quan." Ông lão nói: "Lão là thầy thuốc nên chỉ có cái tâm tế thế cứu người sẽ không hại cậu. Ở Chiêu Quan có một bức vẽ chính là để truy bắt cậu, cho nên vừa nhìn thấy cậu là lão nhận ra ngay." Sau một lúc trò chuyện, Ngũ Tử Tư thấy Đông Cao Công là người rất tốt. Ông nói với Ngũ Tử Tư rằng: "Lúc này cậu không thể qua Chiêu Quan được, nhà lão cách đây không xa, cậu hãy đến nhà lão rồi chúng ta cùng bàn bạc kế sách vượt Chiêu Quan." Ngũ Tử Tư không còn cách nào khác, đành theo ông về nhà. Đông Cao Công mỗi ngày chiêu đãi Ngũ Tử Tư và Công Tử Thắng bằng rượu ngon, món ngon, không nói gì về việc vượt quan ải. Liên tục như thế trong 7 ngày, Ngũ Tử Tư nói với Đông Cao Công: "Tôi có thù lớn trong tim, lấy một khắc làm một năm. Ngày dài ở đây tôi như là người chết. Tiên sinh là người trọng nghĩa, lẽ nào không thấy đáng thương sao?" Đông Cao Công điềm tĩnh nói: "Lão đang đợi một người bạn, đợi đến khi người đó đến, lão sẽ có biện pháp." Đông Cao Công không nói chi tiết, Ngũ Tử Tư cũng không biết rốt cuộc ông lão chờ ai. Buổi tối hôm đó, lúc đi ngủ, Ngũ Tử Tư cảm thấy có cái gì đó như đâm vào tim, thật sự ngủ không được. Nửa đêm nằm xuống rồi lại thức dậy lại nằm xuống lại thức dậy, đi xung quanh phòng, đi đi lại lại trong phòng hết cả đêm, không biết rằng phương đông mặt trời đã tỏ. Buổi sáng hôm sau, khi Đông Cao Công mở cửa, vừa thấy Ngũ Tử Tư thì vô cùng kinh sợ. Ông hỏi:
đầu tóc của cậu sao bạc trắng thế kia? Lẽ nào do buồn rầu mà ra nông nỗi ấy? Hay là do cậu sầu khổ và suy nghĩ nhiều quá? Ngũ Tử Tư không tin, Đồng Cao Công bèn đem một chiếc gương đưa cho Ngũ Tử Tư. Vừa nhìn vào gương, ông bèn lập tức ném gương xuống đất, ngửa mặt thở dài. Mọi sự chưa thành, tóc mai đã bạc. Trời ơi, trời ơi! Đồng Cao Công nói, phúc họa ở thế gian đều là chuyển hóa lẫn nhau. Cậu làm sao biết được đây là việc tốt hay xấu? Tuy đầu tóc cậu đã bạc trắng, nhưng như thế thì người khác sẽ không nhận ra. Cậu trước kia rất khôi ngô, đầu tóc đen nhánh, mắt sáng như điện. Người ta hễ nhìn thì nhận ra ngay. Hiện tại, diện mạo của cậu đã thay đổi rồi. Như vậy, lúc vượt quan ải, người khác có thể không nhận ra. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, lão nói với cậu, bạn của lão hôm nay sẽ đến. Bạn của lão là Hoàng Phủ Nạp, trông rất giống cậu. Đồng Cao Công tiếp tục nói, Hoàng Phủ Nạp sẽ mặc y phục của cậu. Cậu mặc y phục người bình thường. Ngày mai, lúc qua quan ải, bởi vì Hoàng Phủ Nạp trông rất giống cậu, hễ đến chiêu quan, tướng canh giữ ở đó nhằm lẫn cậu và Hoàng Phủ Nạp, sẽ vây bắt Hoàng Phủ Nạp. Trong lúc tranh luận với nhau, hoàn cảnh sẽ nới lỏng. Khi đó, cậu thừa cơ nhanh chóng lẫn vào dòng người rồi vượt chiêu quan. Đang nói thì Hoàng Phủ Nạp đến. Ngũ Tử Tư thấy người này quả nhiên có điểm giống mình, trong tâm cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đồng Cao Công có phương thuốc bí mật gia truyền. Sau khi dùng thuốc này rửa mặt thì màu sắc của da cũng biến đổi theo. Ngày tiếp theo, Ngũ Tử Tư mặc đồ của người bình thường, hóa trang Công Tử Thắng thành con của người nông dân. Hoàng Phủ Nạp mặc đồ tang, Ngũ Tử Tư và Công Tử Thắng đi sau đó một khoảng cách xa. Đến chiêu quan, quả nhiên khi Hoàng Phủ Nạp xuất hiện, liền bị binh sĩ vây quanh. Tướng quân Vĩ Việt ở trên quan ải nhìn xa thấy Hoàng Phủ Nạp tới, ông nói, Ngũ Tử Tư đến rồi. Vĩ Việt cưỡi ngựa từ trên quan ải mà xuống. Hoàng Phủ Nạp khi ấy có chút biểu hiện sợ hãi, chính là loại sợ hãi khi nhìn thấy quân lính. Kết quả họ đều cho rằng đây là Ngũ Tử Tư thật, nên đã bao vây anh ta lại. Nhưng cơ hội đó, Ngũ Tử Tư hòa lẫn vào dòng người mà ra khỏi chiêu quan. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Phong Vân Mạng Đàm của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau.